Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Gia Rí nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật lô xe ở cửa hàng Tam Phước cho anh chị và các bạn nha. Xe rất là nhiều dòng, ví dụ xe đi làm cũng có nhiều lắm mọi người. Có lại Shopee rồi rim Thái thì rim Thái được này hết nha mọi người. Ở đây là bán trâm bán về Shopee rồi rim với rim Thái. Anh em mà mình biết thì mình biết rồi. Cái địa chỉ là 935 tỉnh lộ 43, khu phố 2 Bình Chiểu, quận Thủ Đức nha mọi người. Số điện thoại 0909523555. Có gì mấy cái dòng xe. Xe đây 3 triệu là thấp nhất anh. 3 triệu cũng có nha mọi người. Rồi có những con lớn tiền hơn có. 3 triệu luôn hả? 3 triệu, Future cũng 3 triệu, Future Neo cũng 3 triệu nè. Có gì tí nữa mình quay cho. Nhưng mà hôm nay trong video này mình muốn giới thiệu cho anh chị và các bạn nè. Chỉ dành video này chỉ dành cho những người biết chơi xe. Những anh em nào mà biết chơi xe nha mọi người. Anh em nào biết chơi xe thì mình mua những con này, chú mấy cái chú nào mà đứng tuổi mà biết chơi á, gọi là những người mà chơi theo đam mê á thì mới mua được những dòng xe này thôi. Còn những anh em nào mà không thích chơi, hầu giờ không biết chơi á thì tốt nhất mình nghĩ là không nên xem cái clip này đó. Rồi thì bây giờ mình quay cho anh chị và các bạn nha. Future Neo này, con này Future Neo FE này, đồng hồ điện tử á, GT đó, GT. Còn bên này là Future X luôn nha mọi người. Có Future X. Đây là con Future X. Hàng gọi là cọp nha mọi người. Cọp rất là cọp. Tiền nào của đó nha mọi người, nên nhớ câu đó nha mọi người. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ báo từ quay chi tiết con bên này cho anh chị và các bạn trước nha. Cái này chỉ dành cho những chú mà đam mê, thích chơi dòng này. Xe là xe zin nguyên con. Đó, đây là một con Future Neo đời 2007 nha mọi người. Đó, đầu còn zin nguyên con này mọi người để ý này, chưa rớt nhau đầu luôn nha mọi người. Đó, nước sơn zin nè. Ở đây chơi toàn là hàng sưu tầm. Đó, cái này là tem ring của nó trời theo năm tháng nè mọi người, hoàn toàn là không dọn nha mọi người. Đó, Future Neo này, biển số 60 này. Đó anh em nhé, cạc te, cái này cũng zin nguyên luôn, đẹp, cái này đẹp nhé. Cạc te này sơn, nước sơn vẫn còn rất lõi cho mọi người. Đó, lóc máy này. Quan trọng là nó ở cái lóc máy mọi người, nếu mà lâu á, thường nó bị bạc hoặc là nhiều người sơn lại rồi. Cái này là không được dọn nha mọi người. Chứ để chơi những quán như thế này phải gọi là chất cho anh chị và các bạn luôn. Đó, đồng hồ này là đồng hồ số cơ nha mọi người. Đồng Chanel này đâu? Con này thì trên đồng hồ là thể hiện là đi 31 cây. À 31.000 cây. Đó, máy là đề nổ nha. Đó, máy chú nghi máy này. Bụp rất là êm luôn. Đó. Nó đang nổ máy ở trên này không nghi gì nha mọi người. Con này thì giá nhiêu anh? 27 triệu bao hồ sơ. À 27 triệu bao hồ sơ cho những anh em đam mê. Đó, tổng thể chiếc xe nha. Xe cũ chắc chắn là cũng phải trời một tí rồi mọi người. Đó, có trời. Tút lại thì cũng được nhưng mà không đôi không dọn này các bạn để ý này. Đó. Ôi trời sơ. Đó, lý do sao 27 triệu ha. Rồi, hôm nay mình quay vuột thì hơi bị trời sơn một tí này. Nó bị nổ mọi người. Rồi, qua con phía bên cho anh chị và các bạn. Tiền nào của nó mà mình đã nói lý do sao con này 27 triệu rồi. Con bên này giá nó sự khác. Con này còn cũng đẹp. Con này các bạn nhìn đi. Con này là đồng hồ điện tử nha mọi người. GT này cũng là ra năm đó luôn. Con này thì vỏ lớp nguyên con, xe không đi này các bạn nhìn đi, nó bị vụt bể này. Chạy 7.000 máy anh. Đó, nó bị để lâu nó bị nứt á. Đó, lớp còn zin theo xe. Đào nó nè. Đào 2007 á. Đó. 2007 nè mọi người. Ồ cái này lúc này nó còn đi hai bít tông á.
Ờ, đằng này nó còn đi 2 bít tông kìa. Đúng rồi, ít chỉ ít với 1 bít tông thôi. Ừ, con này neo là 2 bít tông nè. Đó, đây nữa mọi người. Chi tiết lóc máy này, ốc này, 7 màu nè mọi người, nhìn đây nè. Con này gọi là zin đét luôn. Con này gọi là cộp nhưng mà mọi người, hàng cộp, hàng hiếm. Vỏ theo xe chạy mấy ngày đây. Số hành này đủ. À, số bảo hành luôn hả? Nè. Từ thời đó mà ra còn số bảo hành này mọi người. Đó, đó nè. Đó, bình xanh nè. Quàng đây, bọc yên của nó này. Zin hết, nói chung xe là zin nguyên con mà. Xe cầm mền mà. Nhà vườn đó. Đó mọi người nhìn đi. Ngay cả cái cặt te nó này. Cái này nữa này mọi người. Vẫn còn 7 màu. Đó, vỏ cũng là vỏ zin luôn nè. Xe này thì à, những anh em mà thực sự là muốn chơi á, anh em là chơi đam mê á thì nên mua những con này nha. Mấy con này thì mình có tiền á, nhiều lúc mình cũng không thể mua được. Hàng này hàng sưu tầm. Rồi đi 7.911 coi. Đó, mọi người nghi máy đi. Bịch bịch bịch. Đó. Con này thì giá nhiêu anh? 67. À, 6,7 triệu bao sơ. À, bao sơ. Đó. 67 triệu bao sơ nè mọi người. Tiền nào của nó, tại sao con bên kia cũng là đời 27 nhưng mà nó chỉ có 27 thôi. Con này lại 67 mọi người. Ờ. À. Đó anh em mình để ý nha. Nghi máy không? Bịch 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 bịch. Rất là hay. Rồi. Con nói 67 triệu là bao sơ luôn. Rồi. Tiếp tục là con Future X cho anh chị và các bạn luôn. Đó này. Con này thì đời 21 này. Cũng zin nguyên con, hàng này toàn là sưu tầm những con hàng độc. Nè, vỏ lớp cũng theo xe luôn nè mọi người, 21 này. Rồi, sơn của nó thì 5 tháng thì nó bị nổ một nổ này mọi người. Nhưng mà không sao, con này thì đi một bít tông, thấy dầu. Máy thì zin nguyên con, mọi người nhìn lóc máy nha. Mở cứng luôn. Rồi, đây này. Các bạn nhìn là đặc biệt nước sơn này là biết á, zin hay không á. Đó mọi người cứ nhìn đi biết à. Này cái giò này cũng chưa mòn kìa. Nó phải là cây mòn. Ồ, đẹp. Rồi cái gắp này mọi người, nhìn cái gắp gắp này. Khiếp. Gọi là cái này gọi là đẳng cấp nha mọi người. À, tìm một con xe mà hàng mà để chơi như thế này thì khỏi cần phải bàn ha. Đó, cái gắp của nó là cũng còn 7 màu. Đó. Rồi nhúng nè mọi người. Xe như một con xe mới á. Xe mới mà. Đó, vỏ lớp còn theo xe. Con này biển số 59 nha mọi người. Con này chắc là cũng sang tên đúng không? À, bao sơ luôn. Đó, phu chỉ. Nè mọi người, năm sản xuất 21 này nó ghi rất là rõ luôn nè. Đó. Ok chưa? Quay như thế này thì mọi người tự biết ha. Ok cho anh em chưa? Ngay cả cái nút cái giờ ga trong mình còn thấy 7 màu kìa mọi người. Tốn một đầu như mới vậy mà. Ờ mọi người. Quá dữ. Cây biết rồi. Con. Cái máy nổ bé phun không kêu luôn, FA thường thường bé phun nó kêu, mà con này bé phun không kêu luôn á. 10.000. 10.000 bé phun cũng ngay luôn. Con này nó quá êm đi. Này mọi người nghe tiếng máy nó nha. Nó đang nổ mà mọi người nghe trên này không? Rồi. Con này thì giá bao nhiêu anh? 57 triệu. À, 57 triệu bao sơ luôn à? Trước là 58 triệu mà là Tết thôi giảm rồi. Rồi, 57 triệu bao sơ. Rồi anh em nào mình đam mê thì mình cứ liên hệ qua địa chỉ là 935 tỉnh lộ 43 phường Bình Chiểu quận Thủ Đức. Ngoài ra thì anh em nào mình mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0909 523 555. Đó.
Ở đây là chỉ dành cho xe này, dành cho anh em đam mê, thì mọi người chú ý giùm em ha, để có khỏi mấy công nói này nữa kia. Bạn nào muốn tìm mua thì mình liên hệ mua nha. Những cặp gọi là những cặp này rất là hiếm, có tiền không mua được đâu, chỉ dành cho những cái chú nào đam mê chơi thôi. Còn những cái con xe như này 3 triệu này, tại sao con Full Chanel kia cũng 3 triệu thôi, đơn giản thôi. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.